Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã đến với kênh của Tóc Chuyên Gia. Hãy ủng hộ kênh bằng cách ấn nút subscribe và đừng quên nhấn chuông để nhận thông báo về video mới nhé. Nếu bạn đang tìm những club quận 1 đẹp nhất hiện nay để bạn có những góc check-in sang chảnh và nơi thư giãn chất lượng sau mỗi giờ làm thì hãy xem video ngày hôm nay của Tóc Chuyên Gia. Đây là đề cử của các chuyên gia dịch vụ giải trí tại Tóc Chuyên Gia để cho bạn biết những cái tên nổi bật nhất trong số các club quận 1 đẹp hiện nay. Đầu tiên chúng ta có Oslo Club. Oslo Club xứng đáng đứng top 1 trong số các club quận 1 đẹp nhất Sài Gòn hiện nay. Là một club không gian kín ở Sài Gòn, Oslo là tụ điểm vui chơi mỗi tối của những người trẻ phóng khoáng, đặc biệt là tầng lớp thượng lưu. Lối vào đã toát lên vẻ huyền bí, hiện đại với ánh đèn LED trải dài lối đi. Khi vào bên trong Oslo Club, bạn sẽ được chiêm ngưỡng khối kiến trúc hộp đêm độc đáo bậc nhất Sài Gòn. Với những khối kim loại có hình thù lạ mắt và nhiều đường cong mềm mại, ánh đèn đa sắc màu nhưng rất dịu mắt, tạo nên cảm giác huyền ảo như bạn đang đứng giữa một dải ngân hà. Oslo Club không chỉ đầu tư vào không gian mà còn chi mạnh tay vào những DJ hàng đầu, dancer chuyên nghiệp đến đây trình diễn những giai điệu hot hit nhất, giúp bạn thỏa sức bùng cháy. Bên cạnh đó, thức uống tại đây đều là những loại rượu ngoại nhập được tuyển chọn nghiêm ngặt nên có thể làm vừa lòng bất kỳ ai, dù là dân sành rượu nhất. Thứ hai trong danh sách của Tóc Chuyên Gia, chúng ta có Natrix Bar. Natrix Bar được xem là bar lớn lớp quận 1 đẹp nhất bên cạnh những cái tên trong danh sách này. Họ có tất cả những gì bạn đang tìm kiếm ở những địa điểm vui chơi ở Sài Gòn về đêm. Quán được decor sang trọng, ánh đèn mờ mờ huyền ảo tạo nên cảm giác nhẹ nhàng, thư thái cho bất kỳ ai đến đây. Với các dãy ghế sofa êm ái, bạn có thể ngồi trò chuyện và nhâm nhi ly rượu với giai điệu âm nhạc cuốn hút. Bên cạnh đó, Natrix Bar đề cao sự mới mẻ nên mỗi đêm sẽ là những màn trình diễn âm nhạc vô cùng ngẫu hứng mà cũng rất say mê. Thực đơn của quán cũng có rất nhiều loại đồ uống trong club nên thử, từ các loại cocktail cho đến những dòng rượu nổi tiếng trên thế giới đều có tại Natrix Bar. Một điều đặc biệt nữa về quán bar này chính là giá cả vô cùng hợp lý mà chất lượng lại không kém gì quán bar luxury nào cả. Thứ ba trong danh sách chúng ta có Gaia Sài Gòn Club and Lounge. Đây cũng là một không gian club ở Sài Gòn cực nổi tiếng. Khác hẳn với phong cách decor của những quán bar khác, Gaia Sài Gòn Club and Lounge được thiết kế theo phong cách mới lạ và mang đầy hơi thở đương đại. Thêm vào đó là hệ thống âm thanh và ánh sáng đáng đồng tiền bát gạo với những ánh đèn LED được đầu tư hoành tráng và dàn âm thanh đỉnh cao cùng với những tay chơi DJ cừ khôi chắc chắn sẽ đem lại những đêm tiệc sôi động nhất dành cho bạn. Bạn cũng có thể lựa chọn Oman Club. Khi nói tới những quán club ở Sài Gòn nổi tiếng thì không thể bỏ qua cái tên Oman Club này. Đây là quán bar được giới trẻ Sài Thành vô cùng yêu thích với không gian rộng lớn và được bố trí sân khấu ngay chính giữa quán, dàn ánh sáng hiện đại và âm thanh chất lượng hàng đầu. Oman Club hứa hẹn sẽ mang lại cho bạn những giây phút feel cực đã. Đặc biệt hơn, quán cũng có dàn DJ và dancer chuyên nghiệp nóng bỏng, biết cách làm cho không khí trở nên sôi động và tràn đầy nhiệt huyết. Không chỉ có không gian nhạc cực mê, đồ uống tại club này cũng có mùi vị rất tuyệt vời và được pha chế bởi các bartender tài năng và chuyên nghiệp. Tuy ngon nhưng giá đồ uống ở đây cũng rất phải chăng đấy nhé. Cuối cùng trong danh sách chúng ta có một cái tên vô cùng quen thuộc đối với dân chơi ở Sài Gòn, đó chính là Bohem. Bohem chính là điểm đến quen thuộc của giới trẻ khi màn đêm buông xuống, là một quán bar khá nhỏ nhưng không vì thế mà Bohem mất đi sức hút của mình. Nơi đây có âm thanh, ánh sáng cực kỳ sôi động và bầu không khí náo nhiệt ở cả vùng quận 1. Dàn DJ chất lượng có thể chơi bất kỳ bản nhạc nào mà khách hàng mong muốn. Không những thế, quán còn phục vụ bia tươi hay những ly cocktail làm vừa lòng mọi thực khách. Chắc chắn rằng Bohem không chỉ là quán lớp đẹp quận 1 mà còn là nơi vui chơi giải trí tuyệt vời cho bạn sau những ngày học tập và làm việc căng thẳng. Thì đó chính là 5 quán club đẹp quận 1 được giới thiệu với các chuyên gia ở Tóc Chuyên Gia. Các bạn sẽ không lo về những tối cuối tuần nhàm chán khi mà biết đến những cái quán bar club này. Nếu bạn muốn biết thêm thông tin gì khác thì hãy nhắn tin với đội ngũ của Tóc Chuyên Gia trên ứng dụng SNE. Khi sử dụng app, bạn sẽ được trò chuyện trực tiếp với chuyên gia thông qua hình thức 1-1, không bị giới hạn bởi thời gian và không gian. Và đừng quên nhấn subscribe lẫn tương tác để Tóc Chuyên Gia có thêm động lực làm những video mới. Hẹn gặp lại các bạn vào kỳ sau nhé.